đằng sau nụ cười bí ẩn của hai hoa hậu nói lên điều gì? Dù đang đứng trước vành móng ngựa, hai hoa hậu vẫn khiến cho công chúng phải băn khoăn vì nụ cười nhạt của mình. Những ngày vừa qua showbiz Việt ồn ào trước vụ việc hoa hậu Trung Hồ Phương Nga chính thức hầu tòa. Sau nhiều ngày tạm giam, tuy đây không phải là lần đầu tiên các hoa hậu á hậu bị xét xử, nhưng sự việc này vẫn nhận được sự quan tâm khá lớn từ công chúng, tạm thời không nhắc đến tình tiết vụ án hay ai sai ai đúng, nhưng gương mặt biểu cảm và thần thái của Phương Nga khi đứng trước vành móng ngựa khiến cho không ít người cảm thấy kỳ lạ hay thậm chí còn có chút rợn da gà. Trương Hồ Phương Nga mỉm cười rất tươi khi bước từ xe bịt bùng, thậm chí cô còn phải tay chào các phóng viên. Nụ cười của cô khiến cho nhiều người nhớ lại hình ảnh đẹp về một hoa hậu sở hữu thần thái, được so sánh với nhiều ngôi sao quốc tế như Angelina, Cameron Diaz. Vẫn trong trang phục như phiên tòa lần trước, hoa hậu Phương Nga luôn giữ bình tĩnh mỉm cười, nhìn về phía mẹ mình đang ngồi dự khán. Vẻ ngoài điềm tĩnh đến đáng kinh ngạc trái ngược với khung cảnh nhốn nháo xung quanh. Cô vẫn giữ nguyên sự tự tin và nụ cười nhẹ ấy. Không biết nhìn thấy hay nghe thấy điều gì, nhưng nụ cười ngày càng hiện rõ hơn trên đôi môi của Phương Nga. Những ai theo dõi phiên tòa không khỏi bất ngờ trước thái độ tự tin nhẹ nhàng của Trương Hồ Phương Nga. Trương Hồ Phương Nga là hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007. Giữa tháng 2 năm 2015, người đẹp bị bắt ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh với cáo buộc hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá 16,5 tỷ đồng của ông Cao Tăng Mỹ. Ngày 21 tháng 9 năm 2016, Trương Hồ Phương Nga 29 tuổi ngụ ở Hà Nội và bạn Nguyễn Đức Thùy Dung 27 tuổi được đưa đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử. Trong khi ông Mỹ cáo buộc cô lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì Nga cho rằng số tiền 16,5 tỷ đồng là hợp đồng tình cảm giữa Nga và ông Mỹ trong thời gian 7 năm. Trước lời khai của bị cáo, hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ việc có hay không hợp đồng tình ái giữa Nga và ông Mỹ. Ngày 22 tháng 6 năm 2017, phiên tòa lần 2 được đưa ra xét xử, song hoa hậu cho biết cô vẫn giữ nguyên lời khai như lần trước và nói mình không có tội. Do mọi việc chưa kết thúc nên hội đồng xét xử công bố tạm nghỉ và sẽ làm việc tiếp vào ngày 23 tháng 6. Trương Hồ Phương Nga sinh năm 1987, là hoa hậu người Việt tại Nga. Năm 2007, sau khi đăng quang cô về Việt Nam làm MC, diễn viên, người mẫu ảnh. Thời gian đầu khi vừa đăng quang, Phương Nga vẫn tiếp tục ở lại Nga để hoàn thành việc học của mình và không có ý định lấn sân vào showbiz. Cô có cuộc sống khá kín tiếng nên không có được nhiều người chú ý. Sau khi trở về nước với tấm bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành định giá và quản lý tài sản, Phương Nga mới bắt đầu xuất hiện trong một số bộ ảnh trong vai trò người mẫu ảnh và tham gia các sự kiện trong làng giải trí Việt. Phương Nga vẫn được nhiều bạn bè đồng nghiệp nhận xét là người dễ mến, có cuộc sống khá kín tiếng và tiêu xài cũng rất chừng mực. Ít ai biết rằng cô sinh ra trong một gia đình nề nếp tại Hà Nội và sang Nga sinh sống từ năm 11 tuổi. Do bố mẹ ly dị nên từ nhỏ Nga có tính tự lập trong cuộc sống. Nói đến đây hẳn nhiều người vẫn còn nhớ phiên tòa xét xử hoa hậu bán dâm Mỹ Xuân cách đây vài năm, cũng giống như Phương Nga bây giờ, Mỹ Xuân cũng tặng cho cánh nhà báo đang chỉ ống kính về phía mình những nụ cười mang vẻ đắc ý đến lạ lùng. Điều gì đằng sau nụ cười đắc ý của hoa hậu Mỹ Xuân? Nụ cười đầy bí hiểm tạo ra điểm nhấn kỳ lạ giữa phiên tòa xét xử hàng loạt hoa hậu người mẫu trong đường dây bán dâm ngàn đô sáng ngày 27 tháng 6. Một trang báo bình luận, vụ việc hoa hậu Mỹ Xuân đã có những phán quyết rõ ràng, 2 năm 6 tháng tù là cái giá cho hành động môi giới bán dâm. Xuất hiện tại phiên tòa xét xử ngày 27 tháng 6, Mỹ Xuân mặc chiếc áo phông màu hồng, quần jean, gương mặt nhợt nhạt, lộ rõ nét mệt mỏi. Mỹ Xuân đã khóc, đã nghẹn ngào, đã hối hận, đã xin lỗi mẹ, một nhà giáo vì đã làm mất danh dự của gia đình. Cô mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ để sớm có cơ hội về hòa nhập với xã hội, làm lại cuộc đời. Đồng thời cũng cảnh báo những bạn bè có ý định kiếm tiền như bị cáo hãy bình tâm suy nghĩ, đừng sai lầm. Tuy nhiên trong chính phiên tòa xét xử tội danh của mình, Mỹ Xuân đã có một hành động khó hiểu, nở nụ cười tươi rói và giơ ngón tay cái ra vẻ đắc ý. Theo miêu tả của phóng viên có mặt tại tòa, khi thấy có người chụp ảnh từ phía sau, Mỹ Xuân quay người lại, đưa ngón cái lên rồi cười với phóng viên. Nụ cười đầy bí hiểm tạo ra điểm nhấn kỳ lạ giữa phiên tòa xét xử hàng loạt hoa hậu, người mẫu trong đường dây bán dâm ngàn đô. Sáng ngày 27 tháng 6, một trang báo bình luận, nụ cười tươi rói của Mỹ Xuân theo nhiều người có thể là thói quen người mẫu trước ống kính. Số khác cho rằng nó hàm chứa thái độ chưa biết sợ hoặc một cách đá điệu phóng viên. Nhưng dù là lý do gì đi nữa thì đó cũng không phải là một cách làm, một cử chỉ hay, nhất là trong hoàn cảnh của Mỹ Xuân. Trong cuộc sống cần nhiều lý do để phải cười, giúp vui vẻ, có ích đối với việc kết bạn, biểu thị sự thân thiện, dễ gần, tạo một ấn tượng tốt cho người khác, giảm bớt sự lo lắng của người khác,
Tuy nhiên, chưa thấy ai nói, cười tươi rạng rỡ trong một phiên tòa. Khi đang làm một bị cáo sẽ tốt cho bản thân và những người xung quanh. Về mặt bản chất, nụ cười không ăn được, không uống được, nhưng nó giúp ta thanh thản, vui vẻ và hạnh phúc. Mỹ Xuân đang vui vẻ hạnh phúc giữa phiên tòa xử tội mình. Có lẽ là không. Thế thì hẳn thể hiện sự thanh thản, trấn an người khác. Điều này còn mập mờ, bởi đơn giản người ta không thấy sự hổ thẹn hay gượng gạo trong nụ cười ấy của Hoa hậu Mỹ Xuân. Nó tươi rói, tràn trở, thậm chí phần nào khiến cho người ta cảm thấy sự thỏa mãn trong đó. Cha ông đã dạy, cười trên sự đau khổ của người khác là ác. Và có lẽ khi Mỹ Xuân cười, chẳng có ai trong phiên tòa muốn làm điều ác đó. Một nụ cười nở trong khoảnh khắc, nhưng có khi làm cho ta nhớ suốt đời. Mừng cho Mỹ Xuân đã làm được điều đó. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.